Kính chào quý độc giả, kính chào quý đồng hương tất cả, đặc biệt là đồng hương Michigan của chúng ta. Sau gần phải nói là 42 năm, cộng đồng người Việt chúng ta ở tại Michigan có một hoài bão rất lớn, đó là làm sao chúng ta có một cái tạp chí, có một tờ báo dành riêng cho người Việt của chúng ta tại đây, để tạo cái mối liên lạc chặt chẽ, tạo cái mối liên kết giữa cộng đồng chúng ta. Và đặc biệt là làm sao để chúng ta có một diễn đàn để nói lên tiếng nói người Việt của chúng ta tại Michigan. Đó là ước mơ của chúng tôi, tờ báo Tạp chí Việt Sống ra đời cách đây 6 tháng. Hôm nay là lần đầu tiên chúng tôi có một dạ tiệc, nói chung là để cảm ơn những nhà tài trợ, để giới thiệu tờ báo và để có một chút ân tình với những anh em gia đình Việt Sống. Đó là mục đích hôm nay. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội để phục vụ đồng hương, phục vụ những cơ sở thương mại. Và một lần nữa, chân thành cảm ơn quý vị. Hy vọng quý vị sẽ tìm những tờ báo Việt Sống, một cái tờ báo như một đứa con đầu lòng cho cộng đồng chúng ta trong hơn 42 năm. Chân thành cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, như quý vị đã biết là tôi cũng là một người con của Grand Rapids. Trước khi tôi chuyển đến sinh sống ở những tiểu bang khác thì tôi thấy được những cái sự khó khăn, những cái bước sống khi mà quý vị phải trải qua đây cũng như chính bản thân tôi. Cho nên chính vì vậy mà tôi mới nói đây là một mảnh đất của tự do, mảnh đất lành, mảnh đất được chúc phúc, bởi vì tôi thấy được cái sự sống còn và tồn tại của người Việt tại Grand Rapids sau bất cứ rất là nhiều cái khó khăn. Mong đây là đâu, là biển vắng
Anh cho tôi quên luôn kia cuộc đời.